Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Và trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu với anh em một bộ ghép rất là huyền thoại, nổi tiếng rồi. Đó là âm ly Fisher và loa R. Bộ ghép được gọi là cầu mở nha, cầu mở hợp nhau. Thì cái model hôm nay Khôi giới thiệu đó là Fisher 700T và một cặp loa R2. À, thì chia sẻ một chút với anh em luôn, những người chưa chơi thì đều nắm được. Trong cái dòng AR2 thì nó sẽ có 4 đời: AR2X, AR2, AR2AX và AR2A nha, 4 đời ha. Đời AR2AX thì nó sẽ có đời 3 đường tiếng xéo, bắt xéo. Rồi AR2A thì nó là 4 đường tiếng nha. Rồi AR2 trơn thì nó là 3 đường tiếng thăng hàng. Và AR2X thì nó là hai đường tiếng, một bass và một jack. Rồi ngoài ra thì trong cái AR2 thì anh em cũng biết là nó có là bánh bò, bánh tiêu, rồi thùng thông, thùng bạch dương, rồi thùng gỗ làng ha, mạch cây đít cây hay là mạch gỗ đít mùn vân vân, thì cái đó anh em sẽ tìm hiểu thêm nhá. Rồi và trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu trước với anh em con âm ly Fisher model 700T. Thì con này cũng khá lâu rồi anh em, thì mới xuất hiện nhá. Vì thời gian qua từ năm ngoái giờ dịch bệnh nên mình không có đấu được hàng và không ship được. Những cái con này rất là nặng, rất to. Thì đặc biệt là khi ship được con này về, nó là vỏ zin anh em ha. Vỏ gỗ zin đây, vỏ gỗ zin. Rồi, mặt mũi rất là đẹp. Đó. Và máy móc thì zin hoạt động tốt nha. Đó. Thì cũng nói thẳng luôn với anh em. Thì con này là hàng đẹp ship bay zin, nên nó sẽ có mức giá cao hơn những cái con hàng bãi. Anh em lưu ý để mình theo dõi nha. Đây, Khôi đang test nhạc đây ha. Máy móc được các thứ có sai bên này, nào dây nó hơi bị ngắn nha. Đó, đây cái nắp của hãng này anh em ha. Rồi đây, Fisher 700T anh em ha. Đời này công suất khá tốt luôn, 220W, maximum là 230VA thì nó là hơn 200W. Đó, đến hai cặp loa. Đó, anh em cùng xem này ha. Thì đầu vào bên này, rồi bên này là recoil này, thu phát á. Rồi bên này là loa và cầu chì. Thì anh em cũng thấy là các cái hàng Fisher á thì họ làm những cái cầu chì bảo vệ rất là tốt luôn. Đó, một cầu chì nguồn và hai cái speaker này là dành cho loa. Và cái cặp này thì nó còn luôn cả cái tem anh em ha. Đây hai miếng này. Rất là đẹp ha. Đó. Thì cái này thì không quan trọng anh em, nhưng mà lâu lâu có về thì nó cũng đẹp mắt thôi ha. Rồi, ok, mọi thứ là ngon lành anh em. Thì đây anh em cùng xem đây. Đó. Chức năng hoạt động hoàn hảo anh em. Thì đó là cái phần hình thức. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần ruột ra bên trong ha. Anh em đợi Khôi có tháo máy nha. Đây rồi mọi người, Khôi đã tháo tân tật ra rồi ha. Anh em cùng xem này. Nó rất là mất thời gian nè. Thấy không? Thấy tháo nắp, nắp sắt rồi này, vỏ, nắp đít rồi vỏ rồi ốc vít quá trời luôn. Sử dụng tới 2-3 cái đầu đội mới tháo ra hết. Thì đây là cái phần ruột gan của nó này. Anh em cùng xem. Phải nói là rất là mới luôn nha. Còn bụi luôn anh em. Thì Khôi mới quét sơ thôi, quét sơ mấy cái phần bụi thôi ha. Còn lại là cái này không tắm, không rửa, không chùi gì hết á nha. Vẫn còn nguyên bản như vậy luôn. Anh em nhìn thấy cái chỗ này còn bụi này, nhưng mà nó rất là đẹp ha. Đó, cái bánh đà anh thấy còn trắng tinh là biết rồi. Đó, máy móc tù thì rất là đẹp. Thì tụ này tụ công suất nằm ở dưới anh em ha. Thì cái con này là con xuất âm tụ, công suất lớn trong dòng 700T. 700T này lớn hơn con 500T rất là nhiều, nên những ai mà thích nghe trầm á thì phải sử dụng con 700T ha. Rồi ok, cơ bản nó vậy nè. Và đặc biệt là cái con này đời này nó rất là mạnh. Rồi thứ hai nữa là rất là đẹp. Đây sò sắc RCA chữ tròn nữa nè. Đó, nó còn cả cái dấu gạch này là của hãng nha. Thì cái dấu mà của hãng mình em xăng mình chùi nó không tróc đâu. Còn anh em mà người ta bôi lên đó, ở đây nhiều người họ bôi lên đó thì sẽ tróc ha, với lại là chưa có dấu trùng vít luôn. Đó.
Ok chưa? Tuyệt vời anh em ha. Thì tủ này nó lún sâu ở dưới á, thì khối lật lên anh em sẽ thấy ha. Máy móc hoạt động nghiêm chỉnh, tủ tất cả là zin. Rồi, thì anh em cùng ngắm nghía lại lần nữa ha, rất đẹp. Phải nói là tuyệt đẹp luôn á. Đó. Con này gọi là có giá trị sưu tầm là nằm ở đây đây. Ngoài việc là nghe hay thì bày đẹp thì nó có giá trị sưu tầm. Đó. Ok. Thậm chí là những cái tem của hãng Bitcoin này nè, chưa tháo ra luôn ha. Cái mã số á. Nói chung là có ship về sau thì có sẽ quay đúng tình trạng, nói đúng tình trạng để anh em cùng tham khảo, và những ai mà có so sánh á thì mình cũng biết được các cái đồ đó, mình có một số cái khái niệm để mình so sánh một cái món hàng bờ, một món hàng bãi, một món hàng eBay đó. Nó có nhiều cái thứ như vậy. eBay thì đẹp zin nhưng mà giá thì nó cao đó. Điều đó ai cũng biết vì đi máy bay nó khác đi đường công anh em nhé. Rồi còn thêm một phần nữa con sẽ lật lên cho em cùng xem phía dưới luôn ha. Rồi đây anh em nhìn cái mặt dưới nè, còn khá đẹp luôn anh em ha, còn tem luôn. Thì ốc vít của đã tháo ra rồi, bây giờ con lật nó ra cho anh em cùng xem. Ui đây bên này dính cái gì đây. Rồi đây trong này là có bụi anh em nha, trong cái bụi nè, bụi thì mình quét nó ra thế là xong rồi, chứ không phải đâu nó bị reset anh em nha. Đây đó, lau cái sạch ra từng anh em này, lau cái là ra bụi lên. Rồi bây giờ mình sẽ xem ở dưới này nè, đó bụi nằm ở dưới này anh em thấy không, tù tì nằm ở dưới nha. Đây khôi nói đây nè, hai cái tù này nè nó lồi sâu xuống dưới này nè ha, tù công suất này, bên đây tù nguồn này nè, đó những cái phần cơ bản như vậy. Cái máy rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì anh em cũng biết là trong cái những người bán audio cổ á, thì hầu như Khôi là rất là kỹ lưỡng, Khôi tháo ra, Khôi quay cho anh em chi tiết nha. Tất cả mọi thứ nó đúng với tình trạng như thế này. Nên là khi anh em mua về nó là như thế này ha. Rồi ok, một con máy tuyệt vời, đẹp hay, có giá trị sưu tầm. Thì nó sẽ hợp với các dòng loa AR2. Nếu mà anh em đánh AR thì AR2, còn các dùng loa Mỹ khác thì mà loa nào cũng đánh được hết, nhưng mà nói là hợp nhất hoặc là nó huyền thoại nhất thì nó đánh với AR2. Thì con này cũng có thể đánh R3, nhưng mà về công suất thì có thể đạt, nhưng mà về chất âm thì nó chưa đủ hay, vì AR3 nó nhiều tiền hơn, nó khó tính hơn, bass nó khó hơn tí nha. Anh em cứ tham khảo, những ai chưa chơi thì có thể alo cho Khôi để mình cùng trao đổi tư vấn thêm ha. Rồi Khôi xin phép kết thúc clip ở đây và chúc tất cả anh em lựa chọn được món hàng ưng ý. Dù chơi hay chưa chơi thì cũng rất mong anh em sẽ đăng ký kênh, cũng like kênh, ủng hộ cho Khôi để kênh được phát triển. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Phần cuối thì Khôi sẽ test với cặp loa AR2. Cái này là AR2 anh em nhé. Đó, nó chỉ ba đường tiếng thẳng hàng, cũng là bass bên bò nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Anh em nào mà quan tâm cặp loa thì mình sẽ đón xem clip sau, Khôi sẽ đăng tải loa lên ha. Rồi.
trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ ngày xin chối từ. Được thứ lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người vợ sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, vì trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin chối từ.